chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DDView. Từ trước đến nay thì mình thấy mọi người luôn nhận định rằng hệ điều hành Android thì sẽ có nhiều tính năng hay hơn và tùy biến tốt hơn là hệ điều hành iOS, đúng không nào? Nhưng không nhé, trong video này thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng hệ điều hành iOS cũng vô cùng thú vị và có rất nhiều mẹo sử dụng cực kỳ hay. Cũng có thể có bạn sẽ biết rồi, còn bạn nào mà chưa biết thì đừng bỏ lỡ video dưới đây của mình nhé. Intro. Đầu tiên mình muốn dành cho anh em nào mà hay nhắn tin với gấu ở mục iMessage nhé. Thì đầu tiên các bạn nhắn tin sau đó chọn vào mũi tên để có thể chọn kiểu mẫu tin nhắn thú vị hoặc là chuyển sang mục màn hình để có nhiều hiệu ứng hay hơn. Hoặc là các bạn có thể nhắn tin piu piu để có thể quẩy lên một cách vô cùng thú vị và nhanh chóng. Tiếp theo các bạn vào biểu tượng vẽ để có thể vẽ lên bất cứ điều gì gửi cho người ấy. Nhấn và giữ bàn phím để có thể kéo con chuột đi khắp mọi nơi. Tiện ích tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn, đối với bạn nào hay dùng đèn pin thì các bạn hãy dí vào biểu tượng của đèn pin, sau đó kéo lên kéo xuống để tùy chỉnh độ sáng theo ý thích của mình. Tiếp theo chọn sang mục đồng hồ, kéo lên kéo xuống để chọn mức thời gian hẹn giờ mà bạn mong muốn. Đối với bạn nào mà hay phải dùng công cụ máy tính thì các bạn chỉ cần kéo xuống ở mục tìm kiếm cũng có thể tính ra được mà không cần phải vào mục máy tính nhé. Và để nghe âm thanh hay hơn thì mình hay vào phần cài đặt, sau đó chọn mục nhạc và mục EQ và chọn phần mục đêm khuya. Tiếp theo, nếu bạn nào mà muốn cài đặt mật khẩu khóa cho phần ghi chú thì các bạn vào phần cài đặt, sau đó vào phần ghi chú, chọn mật khẩu, sau đó thoát ra vào mục ghi chú và kéo sang bên trái để chọn vào biểu tượng khóa. Rồi xong, lúc đấy bạn có thể cài đặt mật khẩu cho ghi chú rồi nhé. Tiện ích cuối cùng mình nghĩ khá là cần thiết cho nhiều bạn, đó chính là nhấn và giữ để có thể khóa nhắc lại một điểm trên camera của iPhone. Như vậy trên đây mình vừa giới thiệu đến các bạn những mẹo sử dụng iPhone mà mình nghĩ những người nào đang dùng iPhone thì không nên bỏ lỡ nhá. Ngoài những mẹo trên thì mình còn rất nhiều mẹo khác cực kỳ hay ho cơ. Anh em nào quan tâm thì nhớ subscribe kênh YouTube DDView. Mình xin hẹn các bạn trong video tới nhá. Và đừng quên truy cập vào website diệuthongminh.vn để tham khảo những chiếc iPhone đang cực kỳ hot tại Diệu Thông Minh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và đừng quên like, subscribe kênh YouTube DDView. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.